Hoan nghênh các bạn tham gia vào đội ngũ đánh bắt xa bờ của chúng tôi. Phạm vi đánh bắt xa bờ của Đài Loan trải rộng trên ba đại dương. Do công việc đánh bắt mang tính thách thức, để đảm bảo an toàn và thuận lợi trong quá trình làm việc, đề nghị bạn chú ý những quyền lợi của bản thân. Trước khi quyết định tham gia vào đội ngũ đánh bắt, bạn sẽ cùng với chủ thuyền ký kết một bản hợp đồng lao động, đồng thời ký với công ty môi giới một bản hợp đồng phục vụ. Nội dung bao gồm Nội dung bao gồm Thời hạn hợp đồng Nội dung công việc Tiền lương Bảo hiểm Phí giao thông Thời gian nghỉ Bảo hộ lao động Bị thương, bệnh tật Dịch vụ trung gian Ứng tiền Nghĩa vụ xử phạt khi vi phạm hợp đồng Giải quyết tranh lận, vân vân 1. Thời hạn hợp đồng Khi ký hợp đồng, bạn cần lưu ý thời gian bắt đầu và kết thúc hợp đồng, bao gồm ngày, tháng, năm đều phải nắm rõ. Nếu như bạn đang ra khơi đúng lúc hợp đồng hết hạn, thì thời hạn hợp đồng sẽ tự động kéo dài đến chuyến đánh bắt này là kết thúc. Nếu như đến hạn hợp đồng, nếu bạn và chủ thuyền muốn tái ký hợp đồng, hai bên phải ký lại hợp đồng mới. 2. Nội dung công việc. Bạn được phân công ở thuyền nào, đảm nhận phạm vi công việc và nhiệm vụ nào đều được hợp đồng bảo hộ. Trong trường hợp bạn không đồng ý hoặc chưa hoàn thành thủ tục chuyển thuyền thì không ai được phép ép buộc điều động bạn đến làm việc ở thuyền khác. 3. Tiền lương. Chủ thuyền ngoài việc cung cấp thực phẩm trên thuyền thì phải tuân thủ theo hợp đồng để trả tiền lương cho bạn. Bạn có thể yêu cầu chủ thuyền đưa tiền lương trực tiếp cho bạn hoặc gửi về cho người nhà của bạn. Tiền lương và tiền thưởng cố định mỗi tháng không thấp hơn 450 đô la Mỹ. Khi bạn nhận tiền lương hoặc tiền thưởng, nên nhớ ký tên hoặc in vân tay trên hóa đơn nhằm bảo vệ quyền lợi của bạn. 4. Bảo hiểm. Chủ thuyền nên đóng bảo hiểm tai nạn cho bạn, bảo hiểm y tế và những bảo hiểm thân thể khác. Trong đó, bảo hiểm thân thể không được thấp hơn 1 triệu đài tệ, khoảng 32.000 đô Mỹ. 5. Phí giao thông Lúc ký hợp đồng cần chú ý phải thỏa thuận với chủ thuyền. Từ nước bạn đi đến tàu đánh bắt, tất cả chi phí giao thông do bên nào chi trả. Khi hợp đồng kết thúc, phí giao thông để quay về nước bạn theo nguyên tắc do chủ thuyền chi trả. Tuy nhiên, nếu còn trong thời hạn hợp đồng do vi phạm pháp luật bắt buộc trở về nước hoặc do cá nhân bạn kết thúc sớm hợp đồng thì theo nguyên tắc phí giao thông về nước do bạn chịu trách nhiệm. 6. Thời gian nghỉ ngơi. Căn cứ theo quy định, thời gian nghỉ ngơi mỗi ngày không ít hơn 10 tiếng. Tuy nhiên, do đặc thù của ngành nghề đánh bắt nếu như do yêu cầu của thuyền nhân viên hoặc trường hợp an toàn khẩn cấp dựa vào tình hình sức khỏe của cá nhân bạn, đồng thời sau khi thỏa thuận với thuyền trưởng hoặc chủ thuyền, thời gian làm việc có thể kéo dài hơn. Tuy nhiên, đừng quên sắp xếp nghỉ bù. 7. Bảo hộ lao động. Nhằm bảo vệ an toàn lao động, chủ thuyền nên đảm bảo trên thuyền phải trang bị đầy đủ các thiết bị cứu sinh, ví dụ như thuyền cứu sinh, áo phao, phao cứu sinh, vân vân. Ngoài ra để đảm bảo công việc của bạn tiến hành dễ dàng, chủ thuyền cũng sẽ cung ứng từ công tác tấn bắt đến tất cả những trang thiết bị cần thiết để bạn sử dụng, ví dụ như ủng, găng tay, quần áo chống lặn. 8. Trường hợp bị thương bệnh tật, nếu như trong quá trình làm việc tai nạn hoặc bị bệnh, chủ thuyền nên sắp xếp cho bạn điều trị, đặc biệt bị thương hoặc bị bệnh trong quá trình làm việc. Chủ thuyền nên chịu trách nhiệm chi phí trị liệu. Trong trường hợp không may, không thể lập tức trị liệu hoặc thiệt mạng, chủ thuyền sẽ đưa bạn vào đồ đạc của bạn gửi cho người mà bạn yêu cầu. Tiền phí gửi do chủ thuyền chịu trách nhiệm. Công ty môi giới cũng sẽ giúp đỡ trong việc liên lạc với người thân của bạn để xử lý và đền bù bảo hiểm. Tuy nhiên, nếu bạn bị bận hoặc bị thương, không phải do trong quá trình lao động và bệnh viện chẩn đoán bạn tạm thời không thể làm việc, chủ thuyền có thể hủy sớm hợp đồng mà không bồi thường. 9. Công ty môi giới công ty môi giới cung cấp những phục vụ bao gồm xử lý tất cả những thủ tục văn bản cần thiết hỗ trợ bạn đến đài loan đánh bắt sắp xếp đưa đón bạn đến nơi làm việc và đưa bạn về nước khi hết hạm hợp đồng giúp đỡ bạn và chủ thuyền liên lạc với nhau công ty môi giới cũng sẽ giới thiệu với bạn những nguyên tắc quản lý sinh hoạt và công việc trên thuyền sắp xếp đưa bạn đến bệnh viện chỉ định, đưa bạn đi kiểm tra sức khỏe, phiên dịch tư vấn vân vân. Bạn cần phải ghi nhớ số điện thoại đường dây nóng của trung tâm môi giới để lập tức phản ánh những vấn đề bạn gặp phải. Lục ký kết hợp đồng phục vụ với trung tâm môi giới sẽ liệt kê rõ ràng các loại phí và số tiền cần thu của các mục như xử lý văn kiện thủ tục kiểm tra sức khỏe. Công ty môi giới không được thu thêm phí phục vụ khác ngoài hợp đồng. 10. Ứng tiền Nếu như bạn có nhu cầu thông qua chủ thuyền hoặc trung tâm môi giới ứng tiền hoặc lúc nhờ chủ và trung tâm môi giới tạm ứng tiền, trên hóa đơn cần chú thích rõ chủ nợ, hạng mục Số tiền và phương thức trả nhất định phải do bản thân bạn xác nhận sau khi ký tên hoặc in vân tay, không ai có thể vi phạm. Trên hóa đơn có thỏa thuận phương thức thanh toán, không thể trực tiếp trừ tiền lương làm tiền phạt vi phạm hợp đồng hay tiền bồi thường. 11. Trường hợp đặc biệt, nếu bạn do lý do tín ngưỡng hoặc phong tục tập quán có những cấm kỵ hoặc những yêu cầu đặc biệt nên thông báo với chủ thuyền, công ty môi giới và thuyền trưởng. 12. Nghĩa vụ Bạn nên tuân thủ hợp đồng và quy định pháp luật, tuân theo những chỉ huy hợp lý của chủ thuyền và thuyền trưởng, không được gây gỗ, đánh nhau, phá hoại của công, tự ý nghỉ việc hoặc cố ý không theo thuyền ra khơi càng không được mang theo súng đạn vũ khí nhằm để công ty môi giới thuận lợi trong việc xử lý các thủ tục. Bạn cần phải cung cấp các tài liệu cá nhân chính xác. Nếu tư liệu không đúng, sẽ dẫn đến khó khăn trong việc xuất nhập cảnh. Bạn cần phải ý thức chấp hành tuân thủ. 13. Xử lý vi phạm hợp đồng. Nếu như bạn muốn kết thúc hợp đồng sớm, nên thông báo trước với chủ thuyền và công ty môi giới tuy nhiên lưu ý do bạn muốn kết thúc sớm hợp đồng hoặc do vi phạm quy định khiến cho chủ thuyền hoặc công ty môi giới chịu những tổn thất ngoại trừ những lý do bản thân bạn bất khả kháng thì những tổn thất khác bạn phải chịu trách nhiệm tương tự nếu như chủ thuyền hoặc công ty môi giới Sớm kết thúc hợp đồng làm tổn hại đến bạn, họ sẽ có nhiệm vụ bồi thường 14. Ký kết. Chủ thuyền và công ty môi giới nên để bạn có đủ thời gian xem xét nội dung hợp đồng. Sau khi bạn đã hiểu rõ những quyền lợi và nghĩa vụ của bản thân, mới cùng với chủ thuyền Đài Loan ký kết hợp đồng lao động cùng với công ty môi giới Đài Loan ký kết hợp đồng phục vụ. Đồng thời bạn cần ghi nhớ luôn bảo lưu những bản hợp đồng đã ký. Chúng tôi hy vọng tạo cho bạn môi trường làm việc an toàn nếu như bạn gặp bất cứ vấn đề nào tổn thất đến lợi ích, những mâu thuẫn giữa người lao động và người quản lý, thì không nên do dự mà phải lập tức phản ánh. Tại Đài Loan, bạn có thể gọi đường dây nóng 1955 ở ngoài Đài Loan gọi số tám tám sáu hai hoặc đến lãnh sứ quán Đài Loan ở nước ngoài tìm quan sát viên kiểm tra viên chuyên viên lãnh sự để đưa ý kiến cũng có thể lúc tàu quay về bến cảng phản ánh với nhân viên điều tra Sở ngư nghiệp chúc các bạn vui vẻ ra khơi, an toàn trở về.